cần. Luật sẽ như sau: bây giờ mỗi một khối cử ra một bạn đại diện lên cùng sân khấu. Mỗi khối cử ra một bạn, khối 6, 7, 8, 9, vâng, xin mời lên sân khấu. Khối 6 à? Cần! Chú ý xung quanh, tôi cần các bạn mang lên cho đội trưởng của mình một chiếc mũ. Nhanh nhanh, đội nào may đầu tiên rồi thôi. Rồi, ok. Hả? Bạn này sao này, ai mang lên sau đấy? À rồi, ok. Hai bạn này mang lên bằng nhau à? Bạn này mang lên bằng nhau à? À ok, rồi. Vì về chỗ thì có gì nữa. Lớp 9 to như thế mà mang lên sau là thế nào? Ok, tiếp theo. Tôi cần các bạn mang lên một chiếc thắt lưng. Một chiếc thắt lưng, đội nào mang lên nhanh nhất? Nhanh, đứng yên. Rồi, ok, thôi, dừng lại. Lớp 8 mang lên rồi. Ok, tiếp theo, chuẩn bị. Còn rất nhiều đồ, chú ý. Tôi cần các bạn mang lên một đôi giày, mang lên thật nhanh. Ôi, nhanh quá, tôi được rồi. Bạn này mang lấy của bạn luôn. Ok, rồi, được rồi. Bây giờ các lớp khác ngồi xuống, chúng ta đứng lên như vậy là không công bằng nhé, phải ngồi xuống. Ok, nào, mang cái đấy. Nào. Rồi, ok, không sao hết, để đấy. Ok, chuẩn bị, tiếp tục. Tôi cần. Lần này khó hơn này. Tôi cần một sợi dây chuyền. Ai có mang lên nhanh. Úi dồi ôi, nhanh quá rồi, ok, rồi, lớp 9 có rồi. Tôi đi xuống, lớp 9 có rồi. Rồi, rất nhanh đúng không? Tôi nhìn thấy bạn này từ vừa lấy rồi mà không nhận nó chạy nhanh thật. Rồi, chuẩn bị, tiếp theo. Tôi cần. Lần này khó này, cái này giữ cẩn thận nhá. Tôi cần một sợi lông lách. Ai có mang cái đây? Nhanh, ai có mang cái đây? À đây à? Rồi, ok, đi xuống. Có rồi. Tiếp theo, ngồi xuống, chuẩn bị, tiếp tục. Tôi cần. Bắt đầu khó hơn rồi đấy nhá, khó hơn đấy. Tôi cần một đôi dép. Ui, thật nhanh thế nhỉ? Nhanh thật chứ. Rồi, được rồi. Nhớ này, anh nhắc lại là chúng ta phải mang hết nơi nhá. Tuyệt đối không còn ném nữa, bay vào mồm thì sao? Nhớ không còn ném chỉ được mang đi thôi. Ok, tiếp tục. Tôi cần một chiếc túi sách hoặc một chiếc ba lô. Ôi, nhanh quá. Ok, rồi. Ok, tiếp theo. Tôi cần. Bắt đầu khó hơn này. Tôi cần một. Sao người ta đã thôi rồi mà còn mang lên làm gì đấy? Trừ hết điểm bây giờ. Nào, đội nào mai đầu tiên đấy. Rồi hai này gần như là ngang nhau, ok. Ok, tiếp tục này. Tôi cần. Tôi cần một chiếc thẻ tên. Ui dồi. Vâng, ác quá. Ui, sao mang được nhiều thế? Tôi chỉ cần một cái thôi. Rồi. Ok, tôi chỉ cần một cái thôi. Có chưa? Rồi, ok, có chưa? Ok. Thế thì hai đội này bỏ ra, đội này là có sau đúng không? Rồi, thu lại. Rồi, ui, tung đi đâu đấy? Khổ quá. Tiếp theo. Tôi cần. Tôi cần các bạn ngồi khoanh chân thẳng hàng. Bây giờ sẽ là phần công bố kết quả. Ok. Đầu tiên. Đâu? 1, 2, 3, 4. Rồi, có 4 đồ, thì cái lông chân đâu? Cái lông chân đâu rồi? Là lông chân nhét vào giày thì làm sao mà tìm được. Ok, tiếp theo. Rồi, bên này có 4 đồ nhớ nhá. Lớp 9 có mấy đồ? À, cái lông đây à? Sao lông của ai mà dài thế? Thế lông lách đâu? Lông lách đâu? Thế còn lông chân đâu? Lông chân đâu? À, em tìm được lông rồi à? Sao lông gì mà dài như tóc thế? Ok, rồi. Đâu? 1 này, 2, 3, 4. 5 cái vòng là 5 đúng không? Lông đâu? Đấy là lông chân đúng không? Thế còn lông lách đâu? Thì là 1 là lông này, 2 là thẻ này đúng không? 2 là thẻ này đúng không? 1 này, 2, 3, 4, 5. Thế 5 cái thì 6 cái ở đâu ra? Tao lao quen đúng không? Ok, tiếp theo bên này. À lông đây à? Đâu? Đây là cái tóc chứ cái lông nào? Cái lông gì mà dài đến 10 cm thế? Hả? Cái lông gì mà nó thẳng tưng cái này, người ta bảo lông nó phải cong cơ mà. Ok, rồi. 1, 2, 3, 4. Có 4 thôi. Rồi, bên này có mấy?
đâu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 em ạ. 6 tè. Lông đâu? Lông đâu? Anh nhìn ra xong thấy lông không? Ô cái lông thì một lông ngắn có mấy mini à, ok chuẩn bị đây. 1, 2, 3, 4. Có 4 đồ thôi. Hả? Người ta bảo là một đôi dép chứ một chiếc dép đâu. Bảo một đôi giày chứ một chiếc giày thì làm sao mà có điểm. Thế một đôi thì mới có điểm chứ. Ok. Và chiến thắng trong phần thi này là bạn đến từ khối lớp 9. Chúc mừng. Ok, xin mời 4 đội trưởng đi về vị trí cũ. Phần thi này, đội nào chiến thắng viết đẹp nhất, duyên dáng nhất thì đội đó sẽ đạt được số điểm, đó chính là 300 điểm về cho khối của mình. Ok. Và bây giờ anh sẽ nói luật chơi của chúng ta như sau. Bình thường chúng mình sẽ viết chữ bằng tay. Hôm nay chúng mình sẽ viết chữ bằng mông, đúng rồi. Ok. Chú ý này, bây giờ anh sẽ ví dụ anh yêu cầu chúng ta viết chữ C thì chúng mình sẽ nghĩ đúng ra cái tầm mà chúng ta viết từ chữ C là như này, đúng không ạ? Chữ C như này đúng không? Thì chúng mình sẽ còn bắt đầu làm chưa? Uốn mông như thế này. Đấy là thành chữ C được chưa? Ok. Rồi. À không, rút lui là thua luôn. Rồi, ok. Và nếu như anh bảo chúng ta đánh dấu chấm thì chúng mình sẽ như nào? É cái đúng không? Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta đằng sau quay. Chúng mình sẽ cùng quay cặp mông của mình ra đây. Rồi. Ok, và chúng ta sẽ lùi về bên dưới 2 bước. Rồi, đúng rồi. Đấy, ok. Rồi, đằng sau quay. Bây giờ anh yêu cầu chữ gì thì chúng ta sẽ vẽ chữ đấy. Mà đội nào vẽ đẹp nhất, vẽ gợi quay ra kia nhìn thấy là gì? Quay ra kia. Anh cần các bạn chúng mình bắt đầu viết chữ L cao. Rồi, chữ L cao viết thế nào? Ok, úi giời ơi, L cao viết nhanh thế. L cao nhá, có thể viết viết hoa, viết thường cũng được. Được chưa? Từ từ, khi đánh hoa 1, 2, 3 bắt đầu viết, chuẩn bị. 1, 2, 3. Úi giời ơi. Đấy, may nhá, mấy bạn kia may là đứng xa chứ không có đứng gần, người ta đánh hết cả hàng xóm đi rồi. Đằng sau quay, sau này quay lại đây làm gì? Ok, tiếp theo, chúng mình sẽ đến với cả chữ N thấp. Đấy, chữ N thấp viết thế nào? Úi giời ơi, một tí nữa thôi là ra ngoài. Rồi, ok, tiếp theo, đằng sau quay, không phải quay lại đây nữa, chỉ cần nhìn ra các bạn đằng sau thôi. Chỉ cần nhìn ra đằng sau thôi, đúng rồi. Đây, tiếp theo, chúng mình sẽ đến với cả chữ A. Úi giời ơi, chữ A rồi, dã man quá. Ở chữ A cái này khủng khiếp quá. Rồi, tiếp theo là đến chữ B. Úi giời, sao chữ B mà như kiểu chữ M thế? Làm lại nhá, chữ B là chuẩn bị này. Một, chữ B, B, chữ B ấy. Bò bò ấy, đúng rồi. Chuẩn bị, 1, 2, 3. Úi giời ôi. Trời ơi, cái chữ này nó là chữ gì vậy các bạn? Nó có giống chữ B hay không? À có à. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với một chữ không khó lắm, đó chính là chữ T. Chữ T, 1. Úi giời, người ta đã đếm đâu mà làm nhanh thế. Chuẩn bị này, 1, 2, 3. Úi giời ơi. Trời ơi, khủng khiếp. Tiếp theo là một chữ rất là dễ, đó chính là chữ quờ. Chữ quờ. Úi giời. Kinh khủng quá. Các bạn ơi, chúng ta vỗ tay thật lớn nào. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Ok, bây giờ từ từ chưa xong, đứng lại đã. Chúng ta vừa lên là viết chữ thôi, bây giờ mình viết dấu. Rồi, đằng sau quay. Viết dấu nhá, bắt đầu này. Dấu đầu tiên đó chính là dấu 2 chấm. Úi giời ơi. Không rồi. Khủng khiếp quá, không biết bạn này đến từ khối mấy đây, khối 6 hay khối 7 đấy. Khối 7 khả năng sẽ là thủ lĩnh đấy, chuẩn bị nhá. Ok, tiếp tục này. Dấu tiếp theo đó chính là dấu hỏi chấm. Úi giời. Sao dấu hỏi chấm gì mà tôi nhìn các bạn vẽ mà như kiểu cái vòng xoáy tình yêu thế. Này, ok, tiếp theo. Một cái dấu rất là dễ thôi, cực kỳ dễ, đó chính là dấu 3 chấm. Úi giời. Và có mấy cái bạn nữ lớp 7 ấy, làm bạn rất là tuyệt vời đúng không ạ? Bạn ấy vẽ rất là đúng, nhưng tôi không biết là hình gì. Đây, ok, tiếp theo. Một dấu rất là quan trọng của chúng ta, đó chính là dấu ngã. Dấu ngã. Úi giời. Ok rồi, xin mời các bạn về chỗ. Các bạn mà thêm một lần nữa. Khi đại ngô bắt đầu thì mới đứng dậy. Khi đại ngô bắt đầu thì mới bắt đầu di chuyển nhá. Chuẩn bị này. 3, 2. Ở từ từ bên này, đứng lên đã, xong làm gì vậy? Tập bơi à? 3, bắt đầu. Úi giời, lộn mấy vòng rồi. Úi giời. Đây.
này. Sau khi dùng cái bạn thì quý vị thật cách lên đầu hàng nào. Thật cách thật cách. Lên đầu hàng luôn nào, hàng luôn, ok. Rồi lại di chuyển trở lại đầu hàng. Không phải chạy, di chuyển bằng tay đến đầu hàng. Không phải chạy. Thật nhanh, thật nhanh. Ok, rồi kia xong chưa? Ui dồi ôi. Rồi xin mời bốn cơ trưởng đâu rồi, bốn cơ trưởng xin mời đứng lên đây. Bốn cơ trưởng đâu, xin mời đứng lên đây nào. Đâu có một bạn đâu rồi. Một bạn đâu, à vẫn chưa xong. Không hiểu, đứng lên đây, đứng lên đây. Các bạn này không hiểu các bạn chúng ta làm kiểu gì. Tay chân để ở đâu mà tụt hết quần người ta rồi. Ok, rồi bây giờ anh sẽ, vâng anh sẽ phỏng vấn để anh xem cảm nhận của bốn cơ trưởng như thế nào nhá. Ok, bạn đầu tiên cảm nhận của em như thế nào? Thấy mệt đó. À thấy mệt à? Thế có thấy phê không? Có. À có phê. Ok, thế có ai mà vô tình động chạm vào chỗ nào không? À không mà tuyệt vời, dày cất kỹ quá không ai động được. Ok, tiếp theo cảm giác em như nào? Em cảm thấy sướng ạ. Em cảm thấy sướng. Thế nãy giờ đếm mà mình lộn mấy vòng? Nhiều quá không đếm được. Vâng, nhiều quá không đến được. Không hiểu các bạn di chuyển kiểu gì mà lúc đầu anh thấy các bạn ấy đang nằm rồi mà thế nào mà cứ lộn lên lại lộn xuống. Ok, tiếp theo, em cảm thấy như nào? Em cảm thấy vui và đau. À, vui và đau à? Ai chạm vào gì mà đau? Vui và đau. À, các bạn ấy cứ làm ngã đúng không? Ok, tiếp theo, em cảm thấy như nào? Bay bay kiểu gì á? À, bay bay là cảm thấy người mình đang lơ lửng đúng không? Ok, và vừa rồi thì như anh đứng ở trên này anh thấy một điều như này. Là các bạn mà ở đội bên này này, bạn này này đấy, là cho bạn đấy là tập bơi ở dưới bùn luôn. Tập bơi là tận dưới bùn luôn chứ không phải lên trên nữa rồi. Đấy, ok. Và ngày mai thì các bạn rất là cố gắng thì các bạn giải qua phần thi này đúng không? Và xin mời các bạn xem phép về chỗ. Và rất tuyệt vời. Vâng. Và một chai Pepsi. Vâng, giải nhì là một chai Pepsi và một túi bảng ô. Tôi là giải nhì ấy nhỉ? Ok. Tiếp theo, hai giải ba chúng ta đó chính là những gói bim bim khổng lồ. Vâng, xin mời. Vâng, những gói bim bim khổng lồ đến từ thương hiệu của bà Tân Vlog. Vâng, mỗi đội một bim bim. Xin mời. Vâng, bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ trở về khu vực đó. Cấu trong buổi chiều hôm nay. Chúng ta bắt đầu đến từ ngôi trường trung học cơ sở Khoái Châu. Một lần tham gia tất cả chương trình xin được gửi lời cảm ơn rất lớn đến các quý thầy cô, các bậc phụ huynh và đặc biệt là các chị hướng dẫn viên thuộc công ty du lịch Đất Đức Việt. Các đồng anh cùng rất nhiều được nhau ngày trải nghiệm vui vẻ nhất tại trung tâm sinh thái giáo dục Việt Cầu. Và sau đây xin chào tạm biệt chào và hẹn gặp lại. Các bạn ơi, buổi mai nào.